đang cho trái đó, đó. Con thấy không? Trái đó. Thì do trong cái giai đoạn này là giai đoạn của cái cây nhân giống, cho nên cũng rất là ít để trái. Xin chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Trung Tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì Trung Tâm Cây Giống thường xuyên chia sẻ với bà con những cái video đi vườn thực tế, những cái quy trình nhân giống từ những cây bố mẹ, những cái quy trình làm mô làm liếp hay là những cái kỹ thuật đến tận vườn trồng và chăm sóc cây cho bà con. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con một cái quy trình nhân giống của cây vú sữa tím Mica, một trong những cái loại vú sữa hot nhất hiện nay mà nó cho năng suất rất là cao. Phải nhân giống từ cây bố mẹ, cây thố mẹ thực thụ, cây cho trái thực thụ. Cái cây của chúng ta cung cấp ra thị trường nó mới đảm bảo được cái sự chất lượng là cây bố mẹ sau này. Thì bà con giờ thấy đây là một cái khu vườn có vú sữa tím Mica không mủ nha bà con. Cái khu vườn này có khoảng tầm 25 đến 30 cây. 30 cây vú sữa tím Mica không mủ. Thì cây vú sữa tím Mica không mủ thì cũng như bà con biết rồi, nó được nhân giống, nó được lai tạo ở Việt Nam chúng ta. Cái trái của nó khi mà nó chín, đặc biệt nó không có mủ. Bà con giờ thấy không? Cây toàn bộ nhân giống bằng cây bố mẹ hết. Đó, cái nhánh cắt xuống nè, nhánh này thì cắt xuống thì nói chung là khi mà ở trên cây người ta cắt xuống thì người ta cũng phải không phải để hết như vậy để mà trồng nha bà con. Thì cũng như những cái video mà chia sẻ với bà con là cái vú sữa tím Mica là một trong những cái loại ghép chui gốc vú sữa thường, chúng ta ghép chui vào, cho nên khi mà chúng ta ghép cao như vậy, lúc ghép đó thì cái vú sữa cao thật sự rất là cao vậy nè bà con. Nhìn thấy 2, 4, 6, 8, 10 cây này là có thể gần 1 mét, 1 mét nha bà con. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta nhân giống rồi chúng ta đem xuống, chúng ta không để nào để như vậy được. Thì tại vì do cái bầu của này nó rất là nhỏ, cho nên chúng ta để nguyên cây dài này thì cái tỷ lệ nuôi của nó không được, không đạt, cho nên chúng ta phải bấm lại nha bà con. Rồi mượn kéo đi. Julie. Julie cái xấu sắc nó trèo lên nữa. Đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta đem về chúng ta sang chậu ra chúng ta nuôi lại nha bà con đây nè. Thì cái gốc này khi mà được chui vào vú sữa Mica thì chúng ta phải cái cây thực sinh của nó là phải như vậy. Phải nuôi lại rồi nè, gãy bầu gãy nó ra kính bầu vậy nè. Đó thì bắt đầu chúng ta về chúng ta sang chậu ra thì chúng ta phải cắt bỏ cái phần này, cắt bớt đi cho nó thấp lại nha bà con. Đó chúng ta phải cắt đi. Đó cắt bỏ những cái phần đầu như vậy. Thì để lại những cánh nhánh như vậy. Nhánh như vậy thì chúng ta nuôi lại sau này cái cây nó mới đạt được, chứ còn chúng ta để dài thì cái bộ rễ của nó không đủ dinh dưỡng để nuôi hết một bộ lá này nha bà con. Đó cái quy trình là vậy. Thì chúng ta nuôi là cũng phải bấm hết bỏ mấy cái được phục thường nè. Đó, còn cái những cái cây mà cây cái vườn nhân giống. Đó. Bà chủ vườn có đem trái qua, quay đó. Đó, bà chủ vườn có đưa trái qua để cho test thực tế là từ cái cây bố mẹ đang cho trái đó. Đó. Con thấy không? Trái đó. Thì do trong cái giai đoạn này là giai đoạn của cái cây nhân giống, cho nên cũng rất là ít để trái nha bà con, ít để trái. Thì nó cũng nằm trong cái mùa này là mùa cuối mùa trái rồi. Vú sữa Mica thì nó được 2 mùa. Và đặc biệt là nó có trái tiền coi như gần như qua năm 2 mùa chính và những cái mùa phụ nha bà con. Đó. Thì quay lại với cái quy trình nhân giống của cái vú sữa tím Mica thì chúng tôi sẽ cắt những cái ở trong cái bầu ở đây, cái bột bà để xem coi cái bầu rễ ở trong là như thế nào nha. Như thế này thì không thể nào dây cho bà con được, thì chúng tôi về chúng tôi phải sang ra cái một cái chậu khác để nuôi lại. Để nuôi lại cho bà con nha bà con. Đó. Thì cây là nó phải đủ đảm bảo được cái chất lượng, cái bộ rễ nó phải được đủ tiêu chuẩn thì chúng ta mới về mới sang chậu được. Đó. Còn làm những cái quy trình làm giống thì nó rất là khắt khe. Bên trung tâm cây giống người quản lý rất là khắt khe và kỹ lưỡng nha bà con. Số dấu lượng cái lô này xuống thì nó cũng không được tầm nhiều, khoảng tầm 4 đến 5 ngàn cây. Đó thì bà con nào mà nếu có muốn xác định đầu tư trồng thì bà con nên điện thoại chúng tôi chốt cái số lượng là chúng tôi sẽ có thể là nuôi giống cho bà con trong cái lô này. Lô này thì rất là đẹp nè, thấy không? Khi mà ghép một cái cây vú sữa thì nó ghép rất là cao, nhưng mà đến khi mà chúng ta đem về chúng ta sang cái chậu để ta nuôi lại thì nguyên cái bộ phận này chúng ta không nuôi hết. Hay hỏi về cái bên trung tâm giống chúng tôi là cái cây vú sữa Mica chiều cao được bao nhiêu tấc, bao nhiêu sân. Thì cái chiều cao đó thì không quan trọng nha bà con. Quan trọng là chúng ta nuôi được nó có đi đọt hay không, cái bộ rễ nó có mạnh hay không. Tại vì nó là thể loại gấp chui, nó không phải là cây hạt, cho nên chúng ta không cần so sánh về cái chiều cao. Đó, khi mà chúng ta vô trong cái chậu thì chúng ta đều cắt bỏ cắt ngắn lại hết. Đó, cũng như cái này thì chúng tôi sẽ cắt ngang này. Đó, đều bỏ một cái khúc này á. Thì chúng ta phải bỏ đi, tại vì nguyên cái khúc này như vậy thì nó gắn vô đây thì nguyên cái bầu ở đây khi mà chúng ta sang bầu ra nó sẽ bị không nuôi nổi nguyên cái nhánh trên. Đó, thì cho bà con nên nhớ là chúng tôi phải cắt bỏ cái chiều cao, thậm chí còn cắt thấp xuống nữa, nó là thể loại gấp chui không con. Thì khi nào bà con nuôi xong, bà con đem ra vườn bà con trồng thì những cái nhánh chỗ này nó sẽ đi lên những cái cơi khác tạo thành những cái cơi tiếp theo. Đó, cơi tiếp theo những cái cành cấp tiếp theo thì cái cây nó sau này nó mới đạt được. Đó thì bà con dòm cái tổng thể cái cây bên đây nè, chẳng hạn như cái cây bên đây đó.
Thì đó hồi xưa là cũng cắt như vậy đó, lúc trước thì cũng cắt như vậy thì nó ra những cái nhánh chèo nhánh phượng như vậy đó, bà con thấy không đó, thì cái cây nó mới nhiều nhánh. Tại vũ sữa mica này là trái nó nằm leo lửng ở trong những cái thân cây, những cái nhánh cây đó, cho nên cái những cái nhánh này nè, những cái nhánh này là những nhánh mang trái không nè đó, bà con nhớ nha đó. Thì tiếp tục quay lại cái khu cái chỗ mà tôi cắt cái rễ, bầu rễ ra đây bà con thấy không, thì khi mà chúng tôi ghép vào thì đưa cái gốc nè, cái gốc thực sinh nó vào, thì cái gốc mẹ nè, gốc mẹ là vũ sữa vũ tím mica không mũ nè, thì chúng ta phải cho cái bộ mũ này, cái bịch mũ này nó quấn lại như vậy nè, nó quấn lại đó, mình mũ nó phải quấn kỹ lại để nó không có vô nước nha bà con. Khi mà nó nước, nó như nước mưa hay nước sương gì nó vô đây nhiều quá thì nó sẽ bị thối cái bộ rễ này, thì làm cho cái cây nó không phát triển đó. Cho nên chúng tôi phải vô cái bịch mũ đó, vô một cái bịch mũ này cột kín lại, cột kín lại đó. Rồi khi nào mình nó hoàn thiện rồi, nó khi mà ghép xong nó hoàn thiện rồi, nó đủ ngày rồi, chúng ta cắt xuống rồi thì chúng tôi mới xé cái bịch mũ này ra, thì bộ rễ nó sẽ ra rất là nhiều. Bà con thấy bộ rễ không đó, ở trong này nó là bộ rễ rất là nhiều rồi đó, mà thấy bộ rễ không đó. Đó, thì nó ra rất là nhiều như vậy đó. Thì khi mà như nó được như vậy rồi thì chúng tôi cắt xuống, chúng tôi ủ lại và chúng tôi đem đi sang ra một cái chậu lớn nữa, một cái chậu, một cái bịch lớn nữa đó, để cho cung cấp ra cho bà con, thì nó là một cái cây khỏe mạnh. Đây thì xé thử cho bà con coi một cái cây nè, rễ thì nó ra, bà con thấy không, rễ thì nó ra như vậy, bà thấy kính bầu rồi ở trong đây nữa đó, đó nè, thấy bà thấy không đó. Này thì xin cây này để xé ra cho bà con coi luôn đó. Thì ở trong này thì bà con thấy không, nó rất là khô, rất là khô. Rồi khi nào mình đem về chúng ta sang chậu ra, chúng ta tưới nước kích rễ ra ra, thì cái rễ nó sẽ ra thành một cái bầu bự, rồi những cái cây này bắt đầu nó tỉnh lại, nó đi đọt đó. Thì khi mà đi đọt xong rồi chúng tôi thấy mới giao cho cung cấp ra cho những cái chủ đầu tư, hay những cái farm lớn, hay những cái chủ đầu tư lớn để người ta trồng đó. Thì những người nào mà có ý định trồng cái cây vú sữa mica tím không mũ này với số lượng lớn đó, thì bà con nên tham khảo, nên xem xét tham khảo và đến đặt những cái vườn nào là những vườn cây bố mẹ thực thụ à, thì chúng ta mới đầu tư nha bà con. Tại vì khi mà cái cây giống chúng ta phải nhân giống vào những cây bố mẹ thực thụ thì mới được, chứ còn chúng ta nhân giống vào những cái cây mà nhỏ nhỏ đem nhân giống không phải là cây bố mẹ thực thụ á, thì cái giống con sau này nó sẽ không đảm bảo được cái chất lượng đó. Quay lại cái trái nè bà con, cái này rễ nè, rễ kín bầu luôn đó. Thì những cái quy trình mà nhân giống, những cái quy trình sang chậu ra những cái chậu lớn đó, thì bên trung tâm cũng được hay chia sẻ với bà con tại tại trung tâm để cho bà con tham khảo. Thì hôm nay là ở tận vườn thì muốn chia sẻ với bà con về cái quy trình nhân giống. Thì đây nè, tất cả trên này rất là nhiều rất là nhiều số lượng nha bà con, nhiều số lượng dữ dằn lắm hả. Thì cái lô này xuống tầm khoảng 4-5 ngàn thôi hả, lô đẹp này xuống tầm khoảng 4-5 ngàn thôi. Cho nên bà con nào mà muốn đầu tư cái lô này thì bà con phải điện thoại cho chúng tôi để có thể mình chốt hàng trước trong cái đơn này nha bà con. Đây nè, cái quy trình cắt này bà con, cắt vỏ nè đó. Thì bên trung tâm cũng hay chia sẻ với bà con là quy trình cắt vỏ này là sao. Cắt vỏ này là để cho hạn chế được cái nguồn dinh dưỡng, cái nguồn nước từ ở dưới đây nó lên trên, để cho cái bịch nè, cái bịch gốc thực thụ này nè, để nuôi nó đó, nuôi những cái cây nhánh trên. Thì bây giờ khi mà cắt là chúng ta cắt ngay đây đó, đó tiếp tục nữa nè, cắt tiếp đây xuống nè, nữa không ở trên là nó cũng đã đi đọt hết rồi nè. Nhánh này rất là đẹp nha bà con, nhánh rất là đẹp đó. Thì do là trong cái quy trình nhân giống cho nên nó cũng không có cái số lượng trái cung cấp trái nhiều, cho nên bà con á muốn ăn thử trái thì bà con phải điện thoại cho chúng tôi trước để chúng tôi có thể sắp xếp nha bà con, sắp xếp trái cho bà con. Rồi nào muốn đầu tư thì bà con muốn điện trước để trái nó không có nhiều, tại vì đang nằm trong cái quy trình nhân giống, do nó cũng là thể loại mới đó nha bà con. Ăn trái trước để tham khảo trồng giống thì bà con có thể điện trước để chúng tôi sắp xếp cái thời gian và thời gian trái cho bà con ăn thử. Thì tiếp đây chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con những cái vườn nhân giống nữa, những cái vườn chúng tôi nhiều lắm nhân giống cái số lượng rất là lớn nha bà con. Leo cao quá đó, thì bà con thấy không, mỗi một nhánh như vậy chúng tôi nhân giống được 2 cây đó. Bà con giờ thấy không, khi mà cái nhánh này cắt ra nè, quá trời đẹp luôn. Nó nguyên cái lô này thì nói chung là bên trung tâm có giống nhân giống rất là kỹ lưỡng về cái chất lượng cũng như số lượng nha bà con. Đó, số lượng thì cũng đang nằm trong cái vùng hạn chế đó, còn cái chất lượng thì lúc nào cũng như nhau hết, về chất lượng cây giống thì lúc nào cũng như nhau. Những cái quy trình mà nhân giống như này chúng tôi thường hay chia sẻ với bà con để bà con nắm được nhân giống từ cây bố mẹ khác nhau với nhân giống từ cây con như thế nào đó, để bà con nắm được mà bà con đầu tư. Tại vì khi bà con đầu tư gì số lượng lớn số lượng nhiều thì bà con phải càng tham khảo rõ ràng đó, chính thống, cây phải là cây thực thụ thì chúng ta mới đầu tư được nha bà con đó. Tại vì đầu tư cây giống là đầu tư lâu dài đó, cho nên cái nguồn giống rất là quan trọng đó, cho nên bà con cần phải theo dõi và phải biết nắm sát sao đảm bảo về cái nguồn giống như thế nào đó. Thì cái video này muốn chia sẻ bà con về cái quy trình nhân giống của cây vú sữa mica tím không mũ, cây từ cây bố mẹ như thế nào đó, rồi quy trình nhân giống và nuôi lại ra sao để cho bà con nắm được bên trung tâm cây giống quản lý cái
tầm kiểm soát cây giống như thế nào để bà con nắm được, mà bà con hình dung để bà con có cái đầu tư mạnh mẽ hơn. Đó, thì bà con nào đã từng yêu mến kênh Trung Tâm Cây Giống, đó, bà con hãy bấm nút like, đó, bấm nút share để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất từ bên Trung Tâm Cây Giống chúng tôi. Đó, xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.